Hello, xin chào toàn thể mọi người nhé. Shop điện tử công nghệ cao hotline 0865618226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm máy định vị nghe nén theo dõi từ xa. Tên của nó là GF21 mọi người nhé. Đó, sản phẩm siêu nhỏ, chỉ to bằng ngón tay cái thôi mọi người nhé. Rất là nhỏ gọn. Đó, đây. Đó, đây. Rất là nhỏ gọn mà rung động pin của nó được tầm 4 đến 5 ngày mọi người nhé. Các bạn theo dõi thoải mái. Đó. Chức năng của nó là định vị, nghe nén và ghi âm luôn. Đó. Định vị trực tuyến trên bản đồ. Đó. Đi kèm theo thiết bị thì sẽ gồm có một cái dây cắm sạc này. Đó. Thì khi các bạn dùng hết pin 4 đến 5 ngày các bạn hết pin thì các bạn sạc pin vào. Sạc tầm 6 đến 7 tiếng là đầy pin mọi người nhé. Đó. Các bạn sạc pin như sạc pin điện thoại thôi. Đầu ra đều là đầu ra 5V mọi người nhé. Đó. Thì khi các bạn mua hàng bên mình thì các bạn sẽ được tặng kèm theo cả một tờ giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó. Đây. Trong này có đầy đủ hết mọi người nhé. Các bạn cần chuẩn bị một sẵn một cái sim đăng ký mạng data này. Tải ứng dụng GPS365 này. Đăng nhập vào này. Đó, các cú pháp. Đó, cú pháp soạn tin nhắn như nào trong này có hết mọi người nhé. Đó. Thì các bạn chỉ cần làm theo cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này hoặc là làm theo cái video hướng dẫn sử dụng mình đang hướng dẫn đây là các bạn có thể sử dụng được thành thạo luôn mọi người nhé. Đó. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình đây, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Đó, và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Anh Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc, và khi các bạn mua hàng thì sẽ được tặng kèm theo cả một thẻ nhớ chính hãng là 128GB khi các bạn mua hàng mọi người nhé. Đó, và đặc biệt là các bạn phải đăng ký kênh YouTube Đăng Phát thì các bạn mới được tặng kèm thẻ nhớ thôi. Mà các bạn không đăng ký thì sẽ không được tặng kèm đâu các bạn nhé. Đó. Thì sau đây mình sẽ lắp thẻ nhớ vào, lắp sim mình đã chuẩn bị sẵn vào và test định vị cũng như là test nghe lén, test ghi âm cho các bạn mọi người nhé. Đó, mình sẽ bỏ những cái phụ kiện không dùng đến ra nhé. Đó. Đây. Đây thiết bị này. Đó, mình sẽ bóc bậy ra này. Đó. Đây. Đó. Đây là nút bật nguồn này. Đây là mã QR này. Thì trên mỗi một thiết bị sẽ có một cái mã QR riêng. Đó, thì các bạn đăng nhập bằng qua cái mã QR này mọi người nhá. Đó, còn đây là lỗ báo đèn này. Đó. Đây mình sẽ tắt thiết bị đi và lắp sim vào. Các bạn dí liền khoảng 10 giây nhá. Đó, thiết bị tắt nguồn đi. Đó, đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp sim này. Đó, thì các bạn lấy tay nhá, lấy tay các bạn gạt nhẹ xuống. Đó, nó sẽ kêu tạch một cái, các bạn gạt lên. Gợi lên như này. Đó, sau đó các bạn lắp một cái sim. Đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái sim Viettel đã đăng ký mạng 3G, 4G vào. Đó, mình sẽ bật đi ra. Đó. Bật ra này. Đó, mình sẽ gắn vào. Đây. Thì để gắn sim vào nhá. Thì bên trong thiết bị sẽ có một cái khay sim bên trong thì các bạn gắn vào. Đó, đây các bạn gắn theo chiều cái lát cắt bên trong nhá. Sau các bạn đậy vào như này. Sau các bạn gạt nhẹ lên. Đó, các bạn gạt nhẹ đi lên bên này là nó sẽ tự động đóng vào bên trong nhá. Đó. Thì khi các bạn lắp sim xong, các bạn muốn ghi âm thì các bạn lắp thẻ nhớ vào. Mà các bạn chỉ cần định vị cũng như là chỉ cần nghe nén thôi thì sẽ không cần phải thẻ nhớ mọi người nhá. Đó, đây. Đó, các bạn lắp vào như này. Sau đó các bạn bật lên. Đó, các bạn lấy dí vào khoảng 3 đến 5 giây. Đó, các bạn đợi một chút thiết bị nó sẽ bao giờ sáng đèn thì các bạn mới bỏ tay ra. Đây. Đó, thiết bị sáng đèn vào như này nhá. Đó, mình sẽ bỏ tay ra này. Đó. Sau đó thì các bạn đây mình sẽ lấy một cái điện thoại của mình nhá. Đây. Đó, mình lấy một cái điện thoại của mình. Đó, thì bạn nào dùng điện thoại là Samsung thì vào cửa hàng Sếp và Lây. Các bạn nào dùng iPhone nhá thì các bạn vào cái cửa hàng là Apple Store này. Đó. Đây. Apple Store đây mình bật mạng lên này. À, do điện thoại này của mình chưa có mạng. Đó, mình ấn vào Apple Store này. Đợi một chút. Đó. Các bạn ấn vào mục Apple Store này. Đó, sau các bạn ấn vào mục là tìm kiếm này. Tìm kiếm này. Đó, các bạn gõ cho mình cái ứng dụng là GPS365. Đó, các bạn tải cho mình cái ứng dụng là GPS365 về điện thoại. Đó, thì tránh lắm mất thời gian thì mình đã tải sẵn cái ứng dụng là GPS365 về điện thoại rồi. Thì mình ấn bên mở này. Rồi, mình sẽ thoát cái đã đăng nhập cũ vào. Đó, thì khi các bạn
tải cái ứng dụng về thì màn hình đăng nhập nó sẽ là như thế này mọi người nhé. Đó, thì để đăng nhập được thiết bị nhé, đây thiết bị này, thì là nó sẽ có hai cách để các bạn đăng nhập. Cách đầu tiên thì các bạn sẽ nhập cái dãy số trên thiết bị này. Tài khoản thì các bạn nhập cái dãy số trên thiết bị này. Còn mật khẩu thì các bạn gõ mật khẩu mặc định của nó là 123456 đó. Hoặc cách thứ hai nhé, cách thứ hai đăng nhập nhanh hơn thì các bạn ấn vào ô cái mã vạch ở bên mục tài khoản này đó, sau đó các bạn quét cái mã QR đó. Các bạn quét cái mã QR này thì thiết bị nó sẽ tự động đăng nhập luôn đó, điện thoại tự động đăng nhập vào như này đó. Thì để định vị nhé, định vị thì các bạn ấn vào mục là check cho mình đó. Thì định vị cái mặt người này nó là thiết bị nhé. Đó, đây mình đang ở ngách 283 ngõ 42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đó. Thì trong này nó sẽ hiện rõ luôn mọi người nhé. Đó, đây chỉ đường rất rõ đó. Bên trên này nó sẽ hiện cái dung lượng pin này, đây nó sẽ hiện giờ này đó. Còn chỗ này nó sẽ hiện là địa chỉ ở đâu nó sẽ hiện hết mọi người nhé. Đó, còn bạn nào mà muốn xem vệ tinh thì các bạn ấn vào đây. Đây mình sẽ thu nhỏ này vào, đây mình sẽ ấn quay lại đó. Các xem vệ tinh thì các bạn ấn vào đây. Đó, định vị cực kỳ là rõ nét luôn. Đó, đây nhà mình là mái tôn màu xanh mọi người nhá. Đó, định vị cực kỳ rõ nét, gần như là chính xác tuyệt đối mọi người nhá. Đó, đó thì các bạn muốn chuyển sang Google Maps để các bạn đi theo thì các bạn ấn vào cái mũi tên bên dưới này. Đó, do điện thoại của mình là chưa tải ứng dụng Google Maps nên là các bạn phải tải ứng dụng Google Maps về, rồi ấn vào Google Maps này là đi thôi mọi người nhá. Nó chỉ đường như Google Maps luôn. Đó, thiết bị định vị này cũng định vị rõ như Google Maps luôn. Google Maps như nào thì thiết bị định vị này nó như vậy mọi người nhé. Đó. Đó, các bạn zoom to zoom nhỏ được hết mọi người nhé. Xem lại quãng đường di chuyển này. Đó. Đây. Cái chỗ mục playback này là để xem lại quãng đường di chuyển. Đó. Thì trong này nó sẽ có thời gian di chuyển là lên đến 90 ngày mọi người nhé. Thì các bạn mua chọn bao nhiêu thì các bạn chọn mọi người nhé. Đó, các bạn muốn chọn ngày từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu thì các bạn chọn vào đây thôi. Đó, sau đó các bạn chọn cho mình cái mục là confirm. Đó, nhưng mà do thiết bị này của mình là thiết bị mới, mình chưa di chuyển nên là thiết bị nó sẽ chỉ có một cái dấu chấm này thôi. Đó, thì khi các bạn mua hàng, các bạn cầm các bạn di chuyển thì nó sẽ hiện hết ra vị trí ở đâu nó sẽ hiện hết ra mọi người nhé. Đó, hiện hết ra đây. Là mình vẫn là một vị trí là ở ngách 283 trên 42 Thịnh Liệt. Đó, thì nó sẽ hiện hết lên. Và các bạn cũng có thể là xem lại qua vệ tinh được luôn. Đó, xem là đi những đâu, ví dụ là người các bạn theo dõi họ đi vào nhà nghỉ nào, khách sạn nào thì nó sẽ báo hết ở đây mọi người nhé. Đó. Đó, còn cái mục là Central này là để các bạn có thể là theo dõi được, là đặt vùng cảnh báo cho họ. Ví dụ các bạn đặt cái thiết bị này theo dõi họ, họ đặt vùng cảnh báo ở Hoàng Mai, ví dụ là họ đi sang bên bên ví dụ là Trần Duy Hưng hay là gì đấy thì là nó sẽ báo hết ở trên này mọi người nhé. Đó, thì các bạn ấn vào chữ Fenstone này. Đó. Sau đó các bạn chọn đây lên, các bạn đặt vùng cảnh báo. Thì thiết bị này nó sẽ hỗ trợ tối đa là 3.000 m mọi người nhá. 3.000 m xung quanh. Đó, thì các bạn muốn đặt cái vị trí là ở ở Hoàng Mai hay là ở đâu thì các bạn đặt thôi. Đó, thì thiết bị cứ chỉ cần đi ra chỗ khỏi cái vị trí đấy thì thiết bị sẽ tự động báo về điện thoại cho các bạn. Khi chọn xong thì các bạn ấn Save là xong thôi mọi người nhá. Đó, thì còn mấy cái bên dưới này thực ra mình cũng không dùng đến mọi người nhé. Đó. Đó, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cái phần định vị rồi. Đó, thì sau đây mình sẽ test cho các bạn về cái mục nghe lén mọi người nhé. Thì để nghe lén được thiết bị thì các bạn ấn vào ô soạn tin nhắn này. Đó, các bạn ấn mục soạn tin nhắn. Đây. Số điện thoại gửi đến là số điện thoại ở là mình lắp cho máy định vị nhé. 0377 67 4217. Đó. Đó, đây là cái số điện thoại ở trong máy định vị nhá. Còn cái số điện thoại bên dưới thì mình sẽ soạn tin nhắn là 000 này, thăng này. Các bạn soạn tin nhắn là 3 số 0 này, xong thăng này, xong số điện thoại của các bạn nhé. 0931564999. Đây. Xong các bạn chọn thăng. 000 thăng số điện thoại của các bạn, xong thăng gửi vào số điện thoại lắp vào trong máy định vị. Thì thiết bị nó sẽ tự động kết nối nghe lén cho các bạn nhé. Đó, các bạn ấn gửi này.
Các bạn đợi một chút thì thiết bị nó sẽ tự động gửi về cho mình một cái tin nhắn này. Đó, nó sẽ gửi về cho mình một tin nhắn, có nghĩa là số điện thoại đuôi 999 này của mình đã làm admin của cái thiết bị định vị GF21 này. Đó, thì các bạn muốn nghe lén thì các bạn ấn vào gọi thôi. Đó, ấn vào gọi thì thiết bị nó sẽ tự động bắt máy luôn và không phát ra một âm thanh tiếng động nào cả mọi người nhé. Alo. Alo. Đó. Do hai thiết bị ở gần nhau, nó sẽ bị xung đột âm thanh và có tiếng o như vậy mọi người nhé. Thì khi các bạn đặt cái thiết bị này ở xa thì điện thoại các bạn gọi vào nghe tiếng rất là rõ, bởi vì thiết bị này có hỗ trợ lọc âm là 4.1, nghe lén cực kỳ là rõ mọi người nhé. Đó, thì các bạn muốn nghe lén thì các bạn cứ gọi điện vào trực tiếp vào cái số điện thoại trong này thôi, thì thiết bị sẽ tự động bắt máy luôn. Đó, và không phát ra một âm thanh cũng như là tiếng động nào cả mọi người nhé. Đó. Đó, đó là mục các bạn nghe lén trực tiếp. Đó, còn bạn nào mà muốn ghi âm nhá, ghi âm vào trong thẻ nhớ thì các bạn soạn cho mình tin nhắn là 3 số 2. Này, soạn tin nhắn là 3 số 2. 3 số 2 gửi vào số điện thoại lắp vào trong máy định vị thì thiết bị nó sẽ tự động ghi âm là 10 phút một đoạn. Bao giờ đầy một chiếc đầy thẻ nhớ 128GB mình vừa lắp vào thì mới thôi mọi người nhá. Đó. Nó sẽ tự động ghi âm là 10 phút một đoạn, cứ 10 phút một đoạn, bao giờ đầy thẻ nhớ 128GB thì nó mới thôi, nó không ghi âm nữa mọi người nhá. Đó. Khi các bạn muốn nghe lại thì các bạn chỉ cần tháo thẻ nhớ ra, các bạn cho vào điện thoại hoặc là cho vào máy tính để các bạn nghe lại thôi. Đó. Còn nó sẽ có chế độ tự động quay lại nữa. Là ví dụ khi mà các bạn đặt cái thiết bị này ở trên xe mà trên xe họ gọi điện nói chuyện với ai thì là thiết bị nó sẽ tự động báo điện thoại cho mình. Thì các bạn soạn cho mình cái mục tin nhắn là 3 số 3. Đó. 3 số 3 gửi vào số điện thoại trong máy định vị. Đó, mỗi một lệnh thì nó sẽ gửi cho mình về một tin nhắn là đã xác nhận là đã có cái lệnh này ở trong máy. Đó. Thì bao giờ ví dụ các bạn đặt trên xe thì bao giờ đủ cường độ âm thanh thì cái thiết bị định vị này nó sẽ tự động gọi lại cho các bạn. Đó, thiết bị sẽ tự động gọi lại cho các bạn nhé. Khi nào đủ cường độ âm thanh nó sẽ tự động gọi lại. Và các bạn chỉ ấn nghe thôi là có thể nghe được trực tiếp mọi người nhé. Đó. Và đặc biệt là bao giờ đủ cường độ âm thanh thôi thì nó mới gọi lại. Mà không đủ thì nó sẽ không gọi lại mọi người nhé. Đó. Đó. Khi đủ cường độ âm thanh thì thiết bị sẽ tự động gọi lại này. Các bạn muốn nghe nhé, nghe các bạn ấn vào đây. Alo. Alo. Đó. Các bạn chỉ cần ấn nghe thôi thì là khi đủ cường độ âm thanh thì thiết bị sẽ gọi lại cho các bạn. Thì các bạn gắn trên xe thì cứ có người nói chuyện thôi là thiết bị sẽ tự động gọi lại, cũng như là tự động ghi âm lại cho các bạn. Đó. Còn các bạn nào mà muốn xóa tất cả những dữ liệu ở trong thẻ nhớ đi, cũng như là xóa tất cả những cái lệnh này thì các bạn soạn tin nhắn là 3 số 4 cho mình. Đó, 3 số 4 gửi vào số điện thoại lắp vào trong máy định vị. Đó. Đó, các bạn soạn tin nhắn là 3 số 4 này. Các bạn đợi một chút, thiết bị sẽ tự động gửi về cho mình một cái tin nhắn đây. Đó, là generate file, có nghĩa là xóa tất cả những cái lệnh ở trong cái máy định vị rồi. Bây giờ thiết bị định vị này là một thiết bị định vị mới và chưa có một cái số điện thoại nào kết nối nghe lén cả mọi người nhé. Đó. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc máy định vị nghe lén ghi âm siêu nhỏ GF21 rồi. Thì bạn nào đang quan tâm đến cái dòng máy định vị nghe lén này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình 0865 68 226, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí cho các bạn. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube Em Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc và được tặng kèm một chiếc thẻ nhớ. Đây, các bạn sẽ được tặng kèm theo một cái thẻ nhớ chính hãng là 128GB để các bạn gắn vào thiết bị định vị này để ghi âm. Đó. Và đặc biệt là các bạn phải đăng ký kênh YouTube Em Phát thì các bạn mới được tặng kèm một chiếc thẻ nhớ thôi, mà các bạn không đăng ký thì sẽ không được tặng kèm đâu các bạn nhé. Đó, nhận hàng thì các bạn cứ bóc hàng ra, kiểm tra và test thử đúng như video mà mình đang quảng cáo thì các bạn mới thanh toán tiền, mà không đúng thì các bạn cứ hoàn hàng về cho mình các bạn nhé. Đó, thì video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn lại các bạn ở những video clip sau.